đang bắt đầu quay. Rồi ok. Cứ bật luôn thôi. Anh nha, đang bật rồi, em quay một chút ở trên này đi. Ê, cẩn thận dây, dây em ở dưới chân. Mọi người ơi, mình đang ở trên cao. Bây giờ là 25 độ. 1 giờ trưa. Lúc đầu thì cũng hơi sợ, bây giờ bay một lúc thì thấy cũng phê, không sợ lắm. Nhưng mà cũng hơi rén rén.